Cũng trong chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp, Nicolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về tăng trưởng tích cực kim ngạch thương mại hai nước, mong muốn Hy Lạp tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp, EU và đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại đầu tư hướng tới mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí trong thời gian qua. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành hai nước phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để sớm ký kết hiệp định vận tải biển và hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Hy Lạp nhằm thúc đẩy hợp tác vận tải biển, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng. Thủ tướng đánh giá cao Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên trong EU phê chuẩn EVIPA và đề nghị Hy Lạp thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của hai nước và quan hệ hai bên. Bộ trưởng Ngoại giao Nicolau Denias bày tỏ ấn tượng với lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của Việt Nam, chúc mừng những nỗ lực và thành tiệu của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cán cân lớn, phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, khẳng định Hy Lạp luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới khẳng định ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Việt Nam cũng như nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, hàng hải, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp thông báo và Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đề xuất của Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp đề nghị các cơ quan của hai bên làm việc cụ thể để thống nhất và triển khai thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng chuyển lời mời tới thủ tướng hy lạp sớm thăm chính thức việt nam